Nhân dịp kỷ niệm 68 năm phát thanh mùng 7 tháng 9 1956, mùng 7 tháng 9 2024 và 48 năm truyền hình Nghệ An mùng 7 tháng 9 1976, mùng 7 tháng 9 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV đã đón nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vâng, đúng vậy. Và đây là lần đầu tiên hội chợ ẩm thực NTV được tổ chức. Và xin mời quý vị khán giả hãy cùng Phương Huyền và Thu Ngọc, chúng ta sẽ khám phá hội chợ năm nay có gì đặc sắc và thú vị ngay sau đây. Mỗi người một phần việc, mỗi nội dung trong chương trình được đầu tư công phu. Hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV lần đầu tiên được tổ chức, đem đến không khí chuẩn bị sôi nổi, vui vẻ tại mỗi tổ công đoàn. Từ khâu lên ý tưởng thiết kế gian hàng đến chuẩn bị nguyên phụ liệu làm các món ăn. Tất cả đều được chính tay các cán bộ, phóng viên, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện. Đây là lần đầu tiên hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV được tổ chức. Chúng tôi cũng nhận thấy là các anh chị em trong các tổ công đoàn thì cũng rất là hào hức và có những cái chuẩn bị rất là kỹ càng từ cái việc thiết kế gian hàng cũng như là lên các cái thực đơn món ăn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là cùng với cái sự chuẩn bị chu đáo này thì Hương sắc NTV sẽ mang một cái nét rất là đặc trưng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và cũng sẽ là một cái sân chơi, một cái hoạt động thiết thực để chúng tôi chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngay. Bản thân tôi thì đến cái tuổi này bằng tuổi gần về hưu rồi, nhưng mà lần đầu tiên được dự làm như thế này nó vui lắm. Mà anh em tụ họp với nhau đi, người thì làm việc này, người làm việc khác, rồi bảo bán nhau, rồi tạo cái kết nối giữa anh em, bởi vì anh em thường ngày đi làm. Hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV là không gian để các đơn vị trưng bày những món ăn với khẩu phần thức ăn ngon, bổ, rẻ, đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đại diện ban tổ chức, hội chợ khuyến khích các món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền, thể hiện nét riêng của mỗi tổ công đoàn. Bên cạnh đó, các gian hàng cũng được các tổ công đoàn đầu tư trang trí bắt mắt, độc đáo và đầy màu sắc. Ngày hôm nay thì phòng thời sự mang đến cho chương trình một những cái món ăn rất là dân dã, gần gũi với đời sống của mọi người hàng ngày. Đây là lần đầu tiên Đài tổ chức hội chợ ẩm thực thì chúng tôi cũng như tất cả mọi người ở trong Đài thì đều rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà cùng với cái sự đoàn kết đồng lòng của tất cả mọi người ở trong phòng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái gian hàng. Ngày hôm nay thì tôi có thêm theo gia đình để tham gia cái hội chợ này. Mọi người thì rất là vui. Chúng tôi mang đến cho cơ quan, cho đến những người đến tham gia hội chợ là những cái món đặc sản của miền Tây xứ Nghệ. Và chúng tôi muốn quảng bá cũng như rằng là bảo tồn được những cái món mà của đồng bào các dân tộc. Anh em truyền dẫn nói chung thì mọi người đến hội chợ rất là hứng, cảm giác rất là hứng khởi vì đã mang được một phần công sức nhỏ bé của mình hưởng ứng được cái ngày truyền thống của đất đai. Hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV năm nay có 7 gian hàng. Có thể thấy các món ăn đều được trình bày ấn tượng đẹp mắt. Các tổ công đoàn đã mang đến hội chợ những màu sắc rất riêng, thể hiện nét văn hóa ẩm thực đa dạng. Hội chợ còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với bạn bè, gia đình, người thân của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Bản thân tôi hôm nay đến tham gia hội chợ ẩm thực NTV thì cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Các món ăn được trải dài từ Bắc vào Nam rất là phong phú và đa dạng. Trong bên cạnh đó thì còn rất nhiều trò chơi hấp dẫn cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ trải nghiệm. Cùng nhau thưởng thức những món ăn do chính tay các đồng nghiệp làm ra, hội chợ ẩm thực Hương sắc NTV năm 2024 thực sự là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa, có sức lan tỏa, là dịp để cán bộ, công chức, viên chức của NTV tăng cường giao lưu, đoàn kết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời bên nhau.